Xin chào cả nhà đã trở lại với Vlog 8 Kinh doanh và mình là Kha. Hôm nay là ngày Thầy thuốc Việt Nam và trong cái dịp đặc biệt này thì mình cũng có mời một cái vị khách rất là đặc biệt, đó là anh Khoa, bạn anh của mình ở trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh Khoa cũng là một dược sĩ và có một cái sự tình cờ, đó là anh Khoa cũng có một cái kênh YouTube nói về ngành dược, đó là kênh Dược sĩ Việt ở Úc, thì cũng rất là thú vị. Thì trước khi chúng ta tìm hiểu cũng như là chia sẻ về những cái thông tin xung quanh ngành dược và dược sĩ, thì anh Khoa, chắc là anh Khoa có một cái đoạn giới thiệu ngắn với mọi người đi ha. Xin chào các bạn, mình tên là Khoa, thì anh là dược sĩ khóa 2007-2012 từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì anh đang sống và làm việc với vai trò là dược sĩ lâm sàng ở một cái bệnh viện đa khoa ở thủ đô Canberra, Úc. Hôm nay là ngày 27 tháng 2, cho nên là những cái thông tin mà tụi mình chia sẻ với các bạn trong video này cũng sẽ xung quanh về ngành dược và dược sĩ. Thì chắc là mình sẽ nói sơ về những cái thông tin, những cái chủ đề mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video này. Thì đầu tiên là tụi mình sẽ nói về, anh Khoa sẽ chia sẻ về cái lý do mà anh Khoa nói về ngành dược. Và tiếp theo đó chính là cái hành trình du học của anh Khoa tại đất nước New Zealand. Và anh Khoa sẽ chia sẻ với các bạn vài tip để có thể là có được cái học bổng dễ dàng hơn. Và tiếp theo thì anh Khoa hiện tại đang sống và làm việc ở Úc, cho nên là anh Khoa sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về ngành dược cũng như là cái công việc dược sĩ ở Úc như thế nào. Và đặc biệt là tiếp theo thì anh Khoa sẽ chia sẻ sâu hơn về cái cuộc sống ở Úc nói chung. Cuối cùng thì đối với những bạn thật sự là đang muốn có dự định đi học ở Úc cũng như là sống và làm việc ở Úc, thì anh Khoa sẽ chia sẻ tiếp những cái tip, những cái lời khuyên mà chúng ta có thể nên chuẩn bị ngay từ đầu để cho cái hành trình mà muốn sống làm việc ở Úc của mình. Thì đó là năm cái phần mà mình sẽ chia sẻ vào ngày hôm nay, và bạn nào thích phần nào thì có thể nhảy đến phần đó. Mình sẽ để cái phần thông tin ở dưới cái description cho các bạn. Bây giờ anh Khoa, có thể là anh chia sẻ về cái lý do tại sao anh chọn học ngành dược không ha? Thì hồi cấp 3 anh rất là thích hóa. Cái gì anh cũng đọc về hóa, rất là chuyên về hóa. Và cho tới năm 12 khi mà anh chọn ngành, anh rất là đau đáu một cái câu hỏi là làm sao mà chất độc dioxin nó có thể gây ung thư nhiều đó như vậy, và nhiều những cái tác hại trên sức khỏe con người. Và với cái liên quan đó, anh quyết định là chọn theo đuổi ngành dược. Thì khi vô ngành dược rồi, học những môn cơ bản rồi mà bắt đầu hiểu được tại sao rồi, thì anh mới bắt đầu phát triển một cái đam mê chuyên về cho cái chuyên ngành dược lâm sàng. Và rồi cứ như vậy, khi ra trường làm một thời gian, anh thấy là dược lâm. Qua đó thì chắc là anh sẽ có thể là kể thêm với các bạn về cái hành trình mà du học của mình, cũng có thể là cũng như là cho tụi em vài cái tip, vài cái lời khuyên để tụi em có thể chuẩn bị trước nếu mà tụi em xác định là mình muốn đi học tại đất nước là New Zealand chẳng hạn. Thì cái đầu tiên anh nói các bạn cần phải chuẩn bị đó là cái tiếng Anh nha. Thường những cái học bổng lớn, như anh xác định là khả năng tài chính, anh ra trường anh không có đủ nhiều để anh tự đi học, cho nên anh phải xin học bổng. Và khi xác định để nó xin học bổng rồi thì mình, cái điểm tiếng Anh của mình nó phải nằm trong cái top trên, ít nhất là 7 chấm IELTS. Cái thứ nhất, khi mà chuẩn bị xong cái đó rồi, là các bạn biết là cái giá trị của bằng IELTS mình chỉ có 2 năm thôi. Vậy thì coi như là mình có một cái khung thời gian 2 năm để mình tích cực nộp học bổng cho các trường đó, và săn trước những cái trường mà mình thấy là mục tiêu, có cái ngành muốn học và có những học bổng mà khả năng mình có thể theo đuổi được đó. Thì nộp dần, lên kế hoạch, lập một cái bảng Excel chẳng hạn, mình track cái thời điểm, cái nào deadline cái trước, cái nào deadline sau, nộp trước, nộp sau. Thì nói chung cái giai đoạn này phải nói là anh thất bại cũng khá nhiều, nộp nhiều, đi phỏng vấn nhiều, rồi rớt cũng nhiều. Thì có một cái may mắn là tới cuối năm 2014 thì Đại sứ quán New Zealand mới gửi một cái email thông báo là anh được chính phủ New Zealand cấp một cái suất học bổng tầng phần để theo học thạc sĩ chuyên ngành chăm sóc giảm nhẹ ở Úc, ở New Zealand. Đó là đầu tiên là cái tiếng Anh đó. Rồi sau đó là người ta cũng sẽ dòm tới cái thành tích học tập của mình. Mình cũng phải nằm trong cái top trên một chút xíu sau cái kết quả cuối cùng của 5 năm học. Và đặc biệt là người ta cũng không chỉ thấy là mình là chỉ có đi học không thôi, người ta cũng muốn thấy người này là người hướng về cộng đồng, tham gia những cái hoạt động xã hội, phong trào. Thì công tác xã hội cũng là nơi mà anh với Kha biết nhau từ cái thời còn hoạt động thủ ngữ. Lớp thủ ngữ, câu lạc bộ công tác xã hội khoa dược đó. Họ thấy được mình có những cái kỹ năng mà quản lý nhóm, quản lý con người, hay là kỹ năng lãnh đạo qua những cái công việc, những cái hoạt động mà mình làm. Thì từ đó họ mới cân nhắc là người này thật sự là có khả năng đi học những cái tinh hoa của nước họ và về góp phần tạo ra sự thay đổi ở Việt Nam. Vì vậy là mình cũng trở thành một cái ứng cử viên nói chung là outstanding so với những người khác.
Như vậy là bên cạnh cái việc mà học tập thì cũng phải có đầu tư thời gian của mình tham gia các hoạt động phong trào. Đúng rồi. Rồi, đó là đầu tiên là tiếng Anh, thứ hai là tham gia các hoạt động phong trào. Để không biết là đối với những quốc gia đặc biệt như là Úc hay New Zealand thì mình sẽ có cái gì đó mình cần phải biết thêm hoặc là chuẩn bị thêm so với cái việc mà du học ở những quốc gia khác không ha? Thì theo như anh thấy á, là Úc, New Zealand họ rất quan trọng cái việc mà cái suất mà họ cho mình chẳng hạn. Họ muốn thấy cái giá trị mà họ đem lại được cho xã hội khi mà họ đầu tư cho một cái giáo dục cho một con người. Thì cái này anh thấy khi mà anh phỏng vấn với những cái người bên lãnh sự quán, đại sứ quán New Zealand, rồi bên Bộ Giáo dục New Zealand, rồi Bộ Ngoại giao, thì họ muốn muốn hiểu được là tại sao mình chọn cái ngành theo đuổi này, của chuyên ngành quá hẹp. Thì ở cái thời điểm đó anh rất là đam mê về ung thư và chăm sóc giảm nhẹ. Thì ở Việt Nam các bạn thấy là mỗi một năm là bao nhiêu mấy trăm ngàn ca mắc mới ung thư, rồi gần cả 100.000 người chết vì ung thư mỗi năm. Cho tới thời điểm này mình thấy là ung thư vẫn chưa có cái biện pháp điều trị nào dứt điểm. Thành ra chăm sóc giảm nhẹ vẫn là một cái chuyên ngành mà mình cần phải chú trọng để làm sao cái giai đoạn cuối đời của bệnh nhân nó được nhẹ nhàng nhất có thể. Và đó là một cái nhu cầu thiết yếu ở Việt Nam mình thấy được và mình vẫn chưa làm được tối đa. Mình giải trình cái đó trong cái lúc mình phỏng vấn, chứng minh cho họ thấy là cái nguyện vọng, cái theo đuổi của mình là hợp lý, để mà khi học xong mình đem về mình có thể góp phần xây dựng hoặc hỗ trợ đóng góp chút gì đó cho cái sự phát triển của cái chuyên ngành này ở Việt Nam. Thì đó là cái mà anh nghĩ là những nước như Úc, New Zealand họ muốn thấy để mà họ xem xét cấp bổng cho mình. Và đúng là một cái hành trình cũng khá là dài đó. Đúng rồi. Và như vậy là sau khi học ở New Zealand thì anh làm việc ở New Zealand một thời gian, sau đó chuyển qua Úc. Anh về Việt Nam Anh về Việt Nam. đó, thì anh sau khi học xong ở New Zealand năm 2017 thì anh về Việt Nam. Anh về Đà Lạt làm quản lý chuyên môn cho một cái nhà thuốc ở Đà Lạt. Thì anh làm đó cho tới 2019, mới năm ngoái thì anh mới quyết định là đi tiếp để coi thử coi là một cái nhà thuốc ở bên Úc hay New Zealand nó khác nhau như thế nào. Và lúc đó anh cũng nộp hồ sơ rồi anh được dọn qua Úc làm việc. Như vậy là anh đã vừa nếu nếu vậy là anh đã vừa làm việc ở một nhà thuốc Việt Nam và vừa làm việc khoảng một năm ở bên Úc, thì anh không biết là có thể chia sẻ thêm cho các bạn là cái công việc một dược sĩ Úc như thế nào và cái điểm khác nhau của cái nhà thuốc ở Úc với nhà thuốc ở Việt Nam như thế nào không? Thì phải nói là rất khác nha các bạn. Ở Việt Nam thì các bạn thuyết là nhiều lúc ở nhà thuốc bệnh nhân bước vô làm vai trò của mình giống như một bác sĩ luôn, họ kỳ vọng là mình phải có thể chẩn đoán rồi ra luôn cái quy định điều trị. Nhưng mà ở New Zealand ở xin lỗi ở Úc thì hay New Zealand cũng vậy, nó có một cái sự rõ ràng trong cái vai trò của mình. Và dược sĩ thì mình sẽ làm những công việc khác, những chuyên môn khác ở nhà thuốc. Thí dụ như ở đây thì nhiều khi dược trung mình cũng có thể đứng bán thuốc, nhưng mà bên kia thì mọi quyết định về điều trị ở nhà thuốc là phải do dược sĩ đại học. Và dược trung chỉ có vai trò là hỗ trợ cấp phát thôi, đóng gói thôi. Đó. Và cái nhiệm vụ chính của anh là đứng tư vấn bệnh nhân những cái thuốc mới, bệnh nhân xài thuốc mới như thế nào, có các tuần làm sao, anh phải đưa bệnh nhân vô phòng tư vấn và tư vấn bài bản. Rồi ngoài ra thì ở Úc á, anh được đào tạo để chích vaccine, chích tiêm bắp như thế nào, tiêm dưới da như thế nào. Và ở bên đó thì một cái nhà thuốc cộng đồng có thể take care luôn toàn bộ cái phần mà tiêm chủng mở rộng cho bệnh nhân, đặc biệt là trong cái mùa cúm ở bên đó. Và anh có thể chích luôn vaccine MMR là cái sởi qua bì rubella. Và như Queensland họ mới ban hành một cái luật mới cho phép là dược sĩ chích luôn toàn bộ những cái nhóm vaccine mà dành cho những người đi du lịch. Đó, thì thấy là cái scope của pharmacist ở bên đó cũng tương đối là rộng. Đó. Và anh cũng được đào tạo để chăm sóc vết thương, để cho những bệnh nhân đái tháo đường có vết thương gì đó, hay là một người lỡ tai nạn đâu đó có vết thương thì không nhất thiết phải vô bệnh viện rồi mà chở phòng cấp cứu, mà dược sĩ nhà thuốc cũng có thể take care cái vết thương cho bệnh nhân luôn. Đó. Và cuối cùng thì những cái hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung như là kiểm soát cân nặng, tăng huyết áp gì đó, theo dõi huyết áp thì dược sĩ nhà thuốc vẫn làm luôn. Và hiện anh cũng đang làm phụ trách cái phần tư vấn về giảm cân và kiểm soát cân nặng cho nhóm bệnh nhân béo phì ở nhà thuốc. Vậy là có vẻ là ngành dược Úc có được một người dược sĩ ở Úc có được nhiều vai trò hơn ha, nhưng mà chắc là đi kèm với nhiều kiến thức chuyên môn và nhiều trách nhiệm hơn. Đúng rồi. Vậy em chỉ có một thắc mắc là ví dụ như cái công việc như vậy thì về cái phần cuộc sống đi, thì em nghe nói là chi phí ở Úc nó cũng khá là cao, thì không biết là cụ thể đối với ngành dược đi thì cái việc mà cân bằng giữa chi phí thu nhập nó có ok hay không hết, và anh có thể chia sẻ thêm về những cái xung quanh cuộc sống của anh tại Úc không? Thì thiệt sự mà nói đúng là chi phí sống ở Úc cao, nhưng mà bù lại thì cái mức thu nhập của mình cũng khá nếu như mà các bạn làm dược sĩ đại học ở bên đó.
Thành ra nếu mà tính cái tỷ lệ thì em thấy nó cũng xem. Rồi ở đâu cũng vậy, nếu như mà các bạn xác định là đi chợ nấu ăn rồi tự cái kế hoạch cuộc sống của mình thì chắc chắn là cái khoản để dành của mình cũng khá khá. Thành ra anh thấy là cuối cùng thì cũng như Việt Nam thôi. Mình chịu khó tự nấu ăn rồi mình làm cái thứ thì cũng sẽ để dành được. Còn về chất lượng cuộc sống thì anh đánh giá là tốt. Thứ nhất là fresh air ha, bước ra ngoài hít một hơi thiệt sâu là thấy một không khí trong lành. Đó, rồi ngoài ra thì xe cộ đi lại thì cũng tuân theo luật các thứ. Y tế thì tốt. Như ở bên Úc thì các bạn có chuyện gì vô bệnh viện là hoàn toàn miễn phí. Hoặc là các bạn đi khám GP là những cái bác sĩ gia đình. Một số bác sĩ gia đình họ cũng không có lấy tiền của mình luôn và họ trả tiền về chính phủ. Thành ra ở bên đó họ không có cái tâm lý là mình phải ráng làm để dành, tiết kiệm để mà có ốm đau bệnh tật thì đi bệnh viện. Đó, thành ra cũng tiết kiệm được cái khoản đó. Còn giáo dục á, thì mình có thể vay tiền chính phủ để mình đi học. Rồi sau đó là khi có công việc đi làm rồi thì trả với cái lãi suất thấp. Thì anh thấy cũng hỗ trợ được tốt. Như vậy nó cũng có nhiều cái thật sự là lợi ích và những cái thấy khá là thích ha. Nhưng mà nếu mà cho anh chỉ chọn gọi là một cái mà một cái điều mà anh thật sự là thích nhất về nước Úc đi, thì anh sẽ thích cái gì nhất ha? Cái gì mà khiến mà anh cảm thấy là anh muốn sống ở đó, hoặc là anh... Thì nếu mà chỉ cho chọn một thôi hơi khó. Nhưng mà nếu chỉ cho chọn một thôi thì anh nghĩ là cái yếu tố con người. Khi mà anh đi làm bên đó thì anh thấy là cái tính nhân văn trong cái cách hành xử, cái cách đối nhân xử thế ở bên đó anh đánh giá rất là cao. Mọi người đối xử với nhau rất là lịch thiệp, rất lịch sự, nhã nhặn và có tính chất nhường nhịn. Ngoài ra thì cái tính cộng đồng của họ rất là cao. Như cái đợt cháy rừng vừa rồi ở Úc thì anh mới thấy là người dân Úc rất là đoàn kết và họ hỗ trợ nhau qua cái giai đoạn khó khăn của cả một đất nước. Thì anh cảm thấy cái tình người ở đó nó rất là đáng quý. Và thật sự mà nói, nếu mà yêu mến đất nước Úc ở bất kỳ yếu tố gì thì động lại vẫn là cái yếu tố con người. Nghe xong cái muốn chuyển đi Úc ở liền vậy đó. Như vậy thì anh chắc là anh sẽ chia sẻ thêm giúp em đi, ví dụ như đối với những người họ đang có mong muốn là không chỉ đi học ở Úc mà còn muốn sống và làm việc ở Úc luôn, thì anh Khoa có thể chia sẻ thêm những cái điều mà mình cần phải chuẩn bị cho một cái hành trình dài đó. Thì cái đầu tiên anh vẫn khuyên đó là cái tiếng Anh ha. Nếu như bạn nào đang ở cái ngưỡng cửa đại học hoặc là sắp ra trường chẳng hạn, cảm thấy tiếng Anh mình chưa tốt thì phải đầu tư trau dồi tiếng Anh liền. Thậm chí khi mà cái lúc mà anh thi chứng chỉ hành nghề ở bên đó thì vẫn đáp đòi hỏi IELTS phải 7.5. Đã là cao rồi, anh vẫn thấy cái tiếng Anh vẫn là một trong những cái thử thách lớn đối với người Việt mình, sinh viên Việt Nam mình. Tại vì mình học hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đó, thì cái tiếng Anh là cái đầu tiên, phải giao tiếp tốt, bản lĩnh, tự tin, nghe, đọc, viết gì cũng tốt. Rồi cái thứ hai nữa là cái phần văn hóa, cũng nên tìm hiểu về văn hóa của nước bạn. Tại vì có nhiều lúc trong cái câu chuyện, có những câu pha trò mình nghĩ là vui nhưng mà đối với họ thì không có vui, chẳng hạn có hơi bất lịch sự hay gì đó, thì mình phải tìm hiểu, quan sát cái văn hóa của họ trước để mà từ đó mình học cái cách nói chuyện của họ, để giao tiếp với họ theo cái cách mà họ nói. Như vậy nó sẽ dễ hòa nhập hơn, người ta cũng sẽ dễ dàng đón nhận mình hơn khi mình qua đất nước của họ. Và cuối cùng á là khi mà mình đi làm ở Việt Nam thì mình học hỏi càng nhiều những cái kỹ năng quản lý công việc, sắp xếp công việc, giấy tờ gì đó. Thì thế mạnh của người châu Á mình nói chung và Việt Nam nói riêng đó là cái sự chăm chỉ và khả năng làm việc tốt. Đó thì cố gắng giữ cái giá trị đó của mình để mà khi đi qua thì mình trở thành một cái công viên cạnh tranh ở cái xã hội nó cũng đa chủng tộc như vậy. Ok, như vậy là thật sự là những cái thông tin anh Khoa chia sẻ rồi thật sự rất là hữu ích, không chỉ cho mình và cho tất cả những mọi người đang quan tâm tới cái chuyện đi du học cũng như là sống và làm việc ở nước ngoài. Và chắc chắn rằng là những thông tin chia sẻ vừa rồi thì nó sẽ không bao giờ là đủ trong một cái đoạn clip ngắn như thế này. Do đó thì bạn nào thực sự quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể vào kênh YouTube của anh Khoa, đó là kênh Dược sĩ Việt ở Úc, mình sẽ để cái link dưới này. Thì tại cái kênh đó thì anh Khoa sẽ chia sẻ thêm rất là nhiều những cái thông tin xung quanh cũng như là cái cuộc sống hàng ngày như thế nào, con người rồi công việc này nọ đó, rất là thú vị, các bạn có thể vào xem đó. Thì đó là những gì mà tụi mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Và để nhấn mạnh một lần nữa là hôm nay là ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, thì chắc là tụi mình cũng có vài cái điều muốn gửi đến những người thầy thuốc, những người thầy, những người cô, anh em, những người đồng nghiệp, một cái lời chúc nhân cái ngày đặc biệt của tụi mình như thế này.
Nhân ngày đặc biệt của chúng ta như thế này thì chắc là anh Khoa đại diện cho em. Chắc là anh Khoa thay mặt cho hai người có thể. Ừ, rồi. Thì nhân ngày 27 tháng 2 là ngày của chúng ta thì Khoa với Kha cũng đầu tiên là gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô ở trường Đại học Y Dược đã gọi là lót một cái nền tảng rất là vững chắc để cho cái thế hệ sinh viên của tụi em là bước ra đời nó cũng tự tin, sẵn sàng gia vô thử thách rồi các thứ để mà chinh phục những cái ước mơ, cái hoài bão của mình. Đó. Rồi tiếp theo là xin chúc các anh chị đồng nghiệp, các bạn đồng nghiệp một cái năm mới, nói chung là công việc càng lúc càng thuận lợi, đạt được những cái dự định mình đặt ra. Và đặc biệt là các bạn sinh viên, các thế hệ đàn em hoặc là những bạn còn đang cân nhắc về ngành dược cho sau này thì hy vọng là qua những cái chuỗi những cái video clip này của Khoa với Kha chia sẻ thì các bạn sẽ dần tìm được cho mình một cái hướng đi đúng và sẽ thấy là ngành dược nó cũng có nhiều cái thú vị để có thể chọn trở thành một cái con đường sự nghiệp sau này của mình. Ok, cảm ơn anh Khoa rất là nhiều và cũng như cảm ơn các bạn vì đã xem video này. Thì hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.